Xin chào các thầy giáo, cô giáo, chào các bậc phụ huynh, chào các em học sinh thân mến. Hôm nay, cô Bùi Thị Nhài xin mời các em học sinh lớp 2 đến với phần hướng dẫn học toán 2, bài 63, luyện tập. Cô mời các em cùng học nhé! Hôm nay, chúng mình có một số bài tập. Bây giờ chúng mình sẽ vào bài tập 1. Tính nhẩm. Các phép tính của chúng ta là 2 x 8 bằng, 16 chia 2 bằng, 2 x 6 bằng mấy, 12 chia 2 bằng mấy, 2 x 7 bằng mấy và 14 chia 2 bằng mấy. Bây giờ chúng mình cùng nhẩm nhanh nhé. 2 x 8 bằng 16. Vậy thì phép chia ở bên dưới thật dễ để nhẩm ra kết quả phải không? 16 chia 2 bằng 8. 2 x 6 bằng 12. Thế thì 12 chia 2 bằng mấy nhỉ? Bằng 6. Thật là đơn giản phải không? 2 x 7 bằng mấy? 2 x 7 bằng 14. Thế thì 14 chia 2 sẽ bằng... bằng 7. Như vậy, để làm được bài tập tính nhẩm này thì cô Nhài nhắc các em là chúng mình hãy cố gắng học thuộc bảng nhân và bảng chia, đặc biệt là phải biết vận dụng thực hiện tính nhẩm phép chia từ các phép nhân. Các bạn nhớ chưa? Chúng mình cùng đến với bài tập 2. Có 16 học sinh xếp thành hai hàng, hỏi mỗi hàng có mấy học sinh? Có 16 học sinh xếp thành hai hàng, hỏi mỗi hàng có mấy học sinh? Bây giờ chúng mình cùng tìm hiểu đề bài nhé. Bài toán này cho biết những gì nhỉ? Bài toán này cho biết có 16 học sinh. Gì nữa? Xếp thành hai hàng. Như vậy là ta biết có 16 học sinh xếp thành hai hàng. Hỏi mỗi hàng có mấy học sinh? Mỗi hàng có mấy học sinh nhỉ? Cái hoạt động mà 16 học sinh xếp thành hai hàng này chính là hoạt động chia phải không các em? Thế thì trong bài toán này các em đã đoán ra được mình cần phải dùng phép tính gì chưa? Cô biết là có nhiều em nghĩ ra được phép tính rồi đấy. Và bài toán này hỏi mỗi hàng có mấy học sinh? Thế thì lời giải của bài toán này sẽ như thế nào? Có thể có một số lời giải, nhưng cô xin đưa ra một lời giải mẫu nhé và để các em tham khảo. Bài giải mỗi hàng có số học sinh là 16 chia 2 bằng 8. Đến đây bài giải đã được chưa? Xong chưa? Chưa xong, chúng mình còn thiếu doanh số nữa. Nhưng có rất nhiều bạn đang thắc mắc là bây giờ chúng mình sẽ điền doanh số là hàng hay là học sinh. Vậy bây giờ chúng mình lại phải quay trở lại với câu hỏi. Người ta hỏi là mỗi hàng có mấy học sinh? Và câu trả lời của chúng ta ở trong trường hợp này cũng là mỗi hàng có số học sinh là. Thế thì số mà chúng ta cần đi tìm là chính là số học sinh. Vậy nên là doanh số của chúng ta sẽ điền là học sinh. Các bạn nhớ nhé. Và cuối bài giải, chúng ta đừng quên ghi đáp số này. Đáp số 8 học sinh. Đây chỉ là một cách ghi lời giải thôi. Còn có một số cách ghi lời giải khác thì các em hãy tự tìm và viết thêm vào nhé. Tuy nhiên, phép tính ở trong bài giải này thì không thay đổi đâu. Vẫn là 16 chia 2 bằng 8 học sinh đấy. Chúng mình cùng chuyển sang bài tập số 3. Đã tô màu vào 1 phần 2 hình nào? Ở đây chúng ta có các hình A, B, C, D. Và bây giờ cô Nhài sẽ tô màu từng hình một. Một phần của hình A này.
Tô màu một phần của hình B, tô màu một phần của hình C và một phần của hình D cũng được tô màu. Bây giờ chúng ta lại quay trở lại với câu hỏi của đề bài 3. Đã tô màu vào 1 phần 2 hình nào? Các bạn hãy suy nghĩ thật nhanh nào. À, sau một hồi suy nghĩ thì các bạn đã có đáp án rồi phải không? Và đây là đáp án của cô. Các bạn cùng đối chiếu nhé. Hình A và hình C. Xin chúc mừng tất cả các bạn có đáp án đúng cùng với cô nhài. Bây giờ chúng mình cùng nhau sang phần ứng dụng nhé. Cô nhài có một đề toán như sau. Một bác thợ làm được 18 chiếc bánh. Bác xếp đều bánh vào các hộp, mỗi hộp 2 chiếc bánh. Hỏi bác cần bao nhiêu hộp để xếp hết số bánh đó? Chúng mình cùng đọc lại đề bài với cô nhài nào. Một bác thợ làm được 18 chiếc bánh. Bác xếp đều bánh vào các hộp, mỗi hộp 2 chiếc bánh. Hỏi bác cần bao nhiêu hộp để xếp hết số bánh đó? Bài toán này chúng ta sẽ phải dùng phép tính gì? À, có bạn nghĩ ra rồi đấy. Và chắc là bạn ấy nghĩ giống cô thôi. Đó là chúng mình phải thực hiện phép tính chia, phải không nào? Câu hỏi của đề toán này là hỏi bác cần bao nhiêu hộp để xếp hết số bánh đó? Vậy dựa vào câu hỏi này, chúng ta hãy suy nghĩ, tìm lời giải cho bài toán nhé. Và đây là đáp án của cô. Chúng mình cùng tham khảo đáp án của cô nhài. Bác thợ cần số hộp là 18 chia 2 bằng 9 hộp. Đáp số 9 hộp. Đây cũng là cách trình bày bài giải chung. Ngoài ra, chúng ta có thể là tìm một số cách trả lời khác nữa. Nhưng cô lưu ý các em là bản chất của phép tính ở trong bài toán này thì không thay đổi. Cho nên chúng mình vẫn duy trì phép tính như trên nhé. Giờ học của chúng ta kết thúc rồi. Bây giờ bài tập tự luyện của các em là em hãy mở sách hướng dẫn học toán 2 tập 2. Em làm bài tự luyện vào vở Oli bài 1 trang 29, bài 2, bài 3 trang 30 và phần hoạt động ứng dụng ở trang 30 nhé. Chúng mình cùng chuẩn bị bài sau. Số bị chia, số chia, thương. Cô Bùi Thị Nhài xin cảm ơn các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các em vào những video hướng dẫn học tập tiếp theo.